chung hôm nay vẽ áo dài thấy cũng cũng tiến bộ nhiều, cứ mạnh dạn vẽ áo dài. Đúng rồi, vẽ áo dài thì cảm giác nó mình sẽ lo lắng nhiều ha, đúng là mình cũng áp lực một tí, nhưng mà phải trải qua cái đó. Đó cho nó dạt dạt xuống, phải trải qua như vậy thì mới có kinh nghiệm được chứ. Còn cứ vẽ phải tập mãi làm sao mà mình cứ chủ quan, hiểu không? Tại khi mình vẽ phải tập nó khác, phải tập mình có thể ẩu tả được, chứ còn áo dài đâu có thể ẩu được. Mình phải trải qua những cái áp lực như vậy đó, là mình cẩn thận, mình phải kỹ lưỡng lên. Không, công nhận lúc mình dạ mình nói chuyện quá trời không? Mình nói quá trời nói luôn á. Mình không có lý thuyết, nhưng mà khi mà mình dạy đó, mình nói mình cái công đoạn nào tới đâu của trình tự làm sao đó, mình nói rất là nhiều luôn á. Nói xong ngồi đờ người luôn á. Nói cho người ta hiểu chứ không phải là dễ đâu. Đâu phải là ngồi vẽ cho coi cái nhìn biết làm liền đâu, không có đâu. Tôi ngồi tôi vẽ cho coi thì dễ rồi đó, nhưng mà người ta không hiểu là mình đang làm cái gì, người ta không có hiểu. Rồi phải nói với nó tại sao phải làm vậy, tại sao phải như vậy, cái trình tự quy trình đó làm sao, phải vấn đề nó phải làm sao cho chị em hiểu. Nhưng mà phải làm sao mà từ người không biết gì mà vẽ đẹp cả vấn đề, cả vấn đề luôn á, chứ không phải đơn giản. Nói chung là không hề đơn giản đâu. Em cho nó là xuống dưới đâu, là xuống dưới luôn, đụng luôn trong đi nha, đừng để nó tới đó nó dừng kỳ lắm. Chung là cũng tự vẽ được vậy là cũng phải nói là nâng level lên đó, nâng cấp độ lên rồi đó. Này áo dài của cổ tự may luôn đó, tự thiết kế tự may luôn đó, cũng giỏi lắm chứ. Tự thiết kế rồi tự may rồi tự vẽ luôn, 3 trong 1.